Shop Gấm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm, xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Do cái trang của shop là trang cá nhân cho nên những anh chị mà chọn hàng qua cái comment, tức là cái bình luận đó, thì nó sẽ bị hạn chế. Cái máy các anh chị có thể thấy, nhưng mà bên máy của shop là nhận được rất là trễ. Thậm chí là có những cái bình luận là shop không có nhìn được, không có thấy được, cho nên nó xảy ra trường hợp là các anh chị sẽ bị chậm phản hồi hoặc là không kịp so với những cái anh chị mà chọn cái sản phẩm qua cái tin nhắn hay là cái gọi trực tiếp qua Zalo hoặc là di động. Cho nên nếu xảy ra trường hợp đó thì mong anh chị vui lòng thông cảm. Shop sẽ ưu tiên cho những cái khách hàng chọn lựa qua cái tin nhắn hoặc là điện thoại, Zalo hoặc di động. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái ly men lam xưa. Cái ly này chất liệu nó là sứ, nó thuộc cái dòng men lam xưa rất là đẹp. Bên trong lòng nè, nó vẽ một cái máy chùa Nhật, và nó vẽ cái hoa văn truyền thống rất là đẹp. Bên ngoài nó vẽ sơn thủy với cái mái chùa, chứ mái chùa và một cái ngọn tháp nó vươn cao lên trên cái bầu trời. Cốt chữ xưa, cốt sứ rất là đẹp, cao 6, đường kính 8, mã sản phẩm là H1, giá 150k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là độc đáo, một cái ly gốm mộc. Cái ly này nó tạo hình một cái cây trúc, một cái thân cây trúc nhìn rất là độc đáo. Cái ly này nó có thuộc một cái dòng sản phẩm cũng không phải là mới nha các chị, nó cũng là dòng sản phẩm xưa nhưng mà nó được bảo quản rất là tốt. Chủ nhân trước họ giữ nguyên cái hộp và cái hộp gỗ đó, và cái giấy chứng nhận của nghệ nhân, cái giấy này rất cũ kỹ rồi đây, nhưng mà cái hộp nó shop không có giữ lại cái hộp. Đây là cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Cái này nó tạo hình một cái thân cây trúc nhìn rất là độc đáo, nó phủ men kiểu lông thỏ nhìn rất là ấn tượng. Những cái sản phẩm này nó chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng, bên trong nắp nó có ấn truyện của nghệ nhân. Đây, chúng ta thấy lòng trong phủ men rất là độc đáo. Ly này chúng ta trưng bày thì nó rất là đẹp nè. Đây, đáy nó cũng có ấn truyện luôn. Cái ly này nó cao 10.5, đường kính là 6.2, mã sản phẩm là 2, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp bình sứ xưa rất là đẹp, trên thân nó vẽ hình rồng, cái hình rồng ba móng đặc trưng của Nhật, vẽ men lam rất là đẹp. Dòng này cốt xưa, hai bình này nó lành tích, cao 13, đường kính là 2.5. Dòng thân là 20, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cái. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là độc đáo. Một cái bộ ly trà gốm
của Nhật, một cái bộ ly uống trà bằng gốm của Nhật. Nhật có cái phong cách rất là độc đáo. Những cái ly trà của Nhật đó, họ không có, họ thường đó, họ có thể là sử dụng với những cái ấm gốm mộc. Thì người Nhật họ không có cái quan niệm là bộ thống nhất, mà tùy theo cái mục đích sử dụng, cái loại thưởng trà khác nhau mà họ sử dụng những cái loại ly khác nhau. Cho nên thường đó thì trước đây shop đó có những cái lần shop bán đó là có một cái tủ gỗ nhỏ luôn, trong đó khoảng 5 hoặc 10 ly, thậm chí là có đôi khi là khoảng 20 ly. Mỗi ly nó mang một cái kiểu dáng, một cái kiểu men khác nhau, nhìn rất là độc đáo. Nó thể hiện cái tính cá nhân cũng như cái gu thẩm mỹ của mỗi người. Dù trong bàn trà thì không có nhất thiết phải là một bộ giống nhau. Ở đây chúng ta thấy nè, mỗi ly nó mang một cái màu sắc, một cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Đây chúng ta thấy men nè, màu men quả biến rất là đẹp luôn. Những cái ly này ở Việt Nam chúng ta chưa thấy. Thật ra là gốm Việt Nam thường thì ít có chú trọng tới những cái ly như thế này. Đây màu men này nó giống oni nè các chị, kiểu men này nè, rất là đẹp. Đây cái ấn triện bên đây, ấn triện trong cái mái nhà, chúng ta thấy cái đáy nó giống như cái kiểu bizen, cái cốt của nó đó. Lòng phủ men rạng rất là tinh tế, rạng như vỏ trứng. Đây chúng ta thấy nè, rất là đẹp. Này đâu vẽ cây trúc với cái kiểu men giống như men tuyết nhẹ vậy đó, nhìn rất là hay. Còn ở đây cái này nó giữ nguyên cái vẻ xù xì của gốm, lòng thì phủ men chạy, nhìn rất là ấn tượng. Những cái ly này cốt dày nặng, ly này là cao 4.5, đường kính là 5.5, ly này nó cao 4, đường kính 6, ly này cao 4, đường kính 5.5, mã sản phẩm là H4, giá 200k trên bộ. Tiếp theo đó là cái ly gốm mộc rất là đẹp. Cái ly này to, dáng cao, thanh, đáy thắt, miệng le, phối có màu men rất là tinh tế. Phần đáy đó nó là cái màu của gốm mộc, ở trên cái phần men trắng nó điểm những cái vòng tròn màu xanh, lòng cũng vậy, rất là đẹp luôn. Những cái ly này là các anh chị trưng bày hay là sử dụng nó đều mang cái vẻ độc đáo và cái tính nghệ thuật rất là cao. Cái ly này có công 13, đường kính là 9, mã sản phẩm là H5, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái viên bi bằng đá onyx. Cái cặp bi bằng đá onyx, chúng ta hay gọi đá cẩm thạch đó. Cái vân, cái màu đá tự nhiên rất là đẹp. Đây nó có cái khoan, cái lỗ để chúng ta xỏ dây, chúng ta treo trang trí đó. Này thì khi mà chúng ta đưa lên đèn đó, thì nó đưa ra cái vân đá rất là đẹp. Cái dòng đá này rất là nặng. Đường kính là 4, mã sản phẩm là H6, giá 240k trên cặp này. Để chế tác nên một cái viên đá mà nó tròn như vậy thì nó rất là kỳ công. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chào quan. Chào quan là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là chén trà. Chén trà này nó dùng trong trà đạo. Khi nói đến trà đạo của Nhật là chúng ta nói đến những cái chào quan này. Người Nhật họ sử dụng trong trà đạo thì họ sử dụng là trà matcha, tức là cái đọt trà non được nghiền thành bột. Và họ dùng cái dụng cụ đó là cái cây đánh trà bằng tre.
Cho nên cái chén trà đó nó thay luôn cái chức năng của cái ấm và cái chén uống trà luôn. Chén này cái dáng là dùng cho mùa hè với đáy nhỏ miệng le. Lòng và thân ngoài nó khắc cái hoa văn nhìn rất là ngẫu hứng và nó phủ một cái vạt, chúng ta thấy phủ một cái vạt này nè là cái dấu thiền. Tức là cái vòng tròn sống ốc, cái vòng tròn nó kéo dài vô tận. Những cái chén này nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Ở Nhật thì chén trà nó có cái vị trí rất là trang trọng trong cái văn hóa của người Nhật. Có những cái chén nó đáng giá bằng cả cái gia sản đó. Đây là cái ấn tiện. Rất là đẹp. Cốt dày nặng, men cực chất. Chén này cao 6, đường kính là 14 năm, mã sản phẩm là H7, giá 150k. Theo là một cái bộ sản phẩm rất là độc đáo. Một cái bộ sản phẩm cực kỳ độc đáo. Cái này đó, cái bộ này thật ra thường thì nó mang cái phong cách châu Âu nè. Thường cái bộ này nó của Anh hoặc là Scotland hoặc là Nhật thì họ sẽ làm đơn hàng cho những cái thường này là nó của thương hiệu của Anh. Cái này nó có nhiều chức năng các anh chị. Nó một á là cái bộ nó đựng gia vị. Ngoài ra đó thì cái ấm này nè và cái bộ này nè, shop còn thấy đó là họ sử dụng để họ uống trà hòa tan đó. Uống những cái loại trà hòa tan hoặc là những cái loại trà túi lọc. Cái này thì thố này nè, một cái thố họ có thể để đựng trà. Cái bình này nè, họ có thể vừa để đựng gia vị, nước chấm hoặc có thể là để dùng để pha trà hòa tan. Ở đây chúng ta thấy cái nắp nè, họ làm rất là chỉnh chu. Ở đây cái mấu ở phía dưới này nè là khi mà để vào đây, để khi các anh chị mà rót đó là chúng ta nghiêng như thế này, cái nắp nó sẽ không bị có rớt ra, rất là độc đáo. Cái này cái thố vật ấm này cái dáng nó độc ở chỗ là nó mang cái dáng hình thoi, nó họa vẽ là những cái loại hoa và cây trái rất đặc trưng của cái dòng xứ châu Âu. Nó mang cái vẻ tinh tế, cốt xứ rất là tốt. Bộ này rất là đẹp. Cái bộ này các anh chị có thể là chúng ta những cái thố này nè, chúng ta dùng để chúng ta đựng gia vị và chúng ta bày lên bàn ăn đó. Chúng ta có thể là đựng đường, đựng muối. Chúng ta bày lên bàn ăn thì rất là sang luôn, dáng rất là độc luôn. Cái này đó chúng ta có thể là chúng ta để đụng nước chấm nè, cực kỳ sang và rất là vệ sinh. Cái ấm này nó cao 10.5, dài 12 năm, rộng 10.5. Cái thố này cao 6.5, dài 12 năm, rộng 10.5. Mã sản phẩm là H8, giá 1.150.000. Tiếp theo là một cái sản phẩm cũng cực kỳ độc đáo, một cái bộ bình rượu, một cái bộ bình rượu gốm, một cái bộ bình rượu gốm. Nó mang cái phong cách đặc trưng của Nhật.
Bộ bình rượu này nó độc đáo ở chỗ đó là ở đây. Cái bình này dùng để đựng rượu và cái bình này dùng để đựng nước nóng để có thể là dùng để hâm rượu đó, tức là các anh chị đổ nước nóng vào đây và chúng ta để cái bình rượu vào trong này để nó giữ cái độ ấm, giữ nóng cho cái bình rượu để sử dụng cho những mùa đông hoặc là những cái mùa lạnh đó. Và cái bình này chúng ta thấy nè, nó phủ cái men rất là độc đáo luôn. Đây, kiểu men loang lổ rất là độc đáo, bên ngoài nó quét một cái dấu thiền, tức là cái vòng tròn khuyết, cái vòng tròn nó thể hiện cái sự luân hồi kéo dài vô tận, đáy có ấn truyện. Ngoài ra đó, cái bình này á, cái bộ này nè, các anh chị có thể là sử dụng cho trà cũng được nữa. Dùng hai cái ly này nè là các anh chị sử dụng cho bộ trà đổi ẩm, cái ly này nó rất phù hợp cho bộ trà này. Cái này các anh chị sử dụng là thành một cái tống dáng cao, và cái này là một cái an để đựng nước và bả trà. Cái bộ này cái công năng rất là hay. Cái ly cao 4.5, đường kính 7, cái ly này là chuẩn của ly trà. Cái bình này nó cao 12 năm, đường kính miệng là 5.5, đường kính đáy là 6.5. Cái bình to này nó cao 12 năm, đường kính miệng là 12, đường kính đáy nó to hơn tí. Dòng thân là 40, mã sản phẩm là H9, giá 350k trên bộ này. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái ly sứ của Nhật. Cái ly này to như cái chị, cái ly này ở bên ngoài nó to to giống như cái kiểu cái ống cắm bút dùng trong thư pháp vậy đó, đường kính nó muốn to hơn nữa. Cái ly này nó độc đáo ở chỗ đó là cái thân này nè là nó hai lớp, bên ngoài là một cái lớp lưới, bên trong nó có một cái lớp liền. Cái dòng này là một trong những cái dòng rất là xuất sắc nè. Bên ngoài nó vẽ bằng men lam, nó vẽ cái cảnh sơn thủy, họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo, rất là đẹp luôn, giống như một cái bức tranh sơn thủy. Ở dưới này nó cũng được vẽ đáy có ấn truyện. Đặc biệt là chúng ta thấy nè, nghệ nhân họ sẽ chế tác sứ thành những cái sợi rất là nhỏ mảnh, sau đó họ đan lại thành một cái tác phẩm lưới rất là đẹp luôn. Cái này thì ở trên đây nó có hai cái vết mẻ, đây chỗ này lưới này, chỗ này nó có vết mẻ, chỗ này cũng vậy. Ở đây nó đòi hỏi là những cái nghệ nhân mà chế tác cái dòng này phải là những người cực kỳ có kinh nghiệm và cái tay nghề chế tác rất là cao. Những cái đường lưới này nếu mà không đủ trình độ, không đủ kinh nghiệm thì khi mà nung sứ đó nó sẽ bị vỡ. Đó, cái dòng này rất là khó chế tác. Cái ly này thì nó bị nứt, bị tóc đó, tóc khá nặng. Đây, đường tóc rất là dài. Nhưng mà chúng ta trưng bày thì nó vẫn có đảm bảo cốt. Rất là nặng, cái ly này cốt dày rất là nặng, men bóng, cốt sứ rất là tốt, cao 11, đường kính miệng là 8.5, đường kính thân nó to hơn tí, dòng bụng là 28 năm, mà sản phẩm là H10, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ thố men lam xưa rất là đẹp luôn. Một cái bộ thố men lam xưa cực đẹp, chuẩn xưa. Nó vẽ chim và hoa. Chim này nó vẽ theo cái lối cách điệu. Bộ này là cái chuyện xưa nha các anh chị. Chuyện chuẩn xưa nè,
cái chuyện Arita xưa. Chúng ta thấy cái màu men xưa của Nhật nè, màu men lam xưa đó, dòng này là chuẩn xưa này. Những cái thố này thì dùng để trưng yến, đựng yến đó. Trưng bày rất là đẹp đây. Này nó vẽ hình chim cách điệu, hình hạt đó, giống như hạt đang múa vậy đó các anh chị. Đây chúng ta thấy cái trôn nữa nè, rất là già luôn, cốt nó rất là già. Bộ này thì nó lành tích, rất là hiếm gặp bộ xưa mà nó lành như thế này. Này do cái vết oxit đó, oxit sắt đó, nó tạo nên chứ không phải là vết tóc. Hạt đang múa. Bộ này lành, men đẹp, cốt đẹp, bộ này nó cao 8.5, đường kính là 10.5, mã sản phẩm là H11, giá 250k trên cái. Shop có 4 cái, rất là hiếm gặp cái bộ mà nó xưa mà nó lành vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu hay là một cái an, chất liệu là gốm, rất là đẹp. Trên men đó, nó men nó phủ cái men, cái men gọi là cái men này, các anh chị hay gọi là cái men giống như là trổ đồng, kết tinh trổ đồng. Cái men này nè, khi mà chúng ta chiếu vào đó, nó lấp lánh kia giống như kim tuyến vậy đó, chiếu sáng hoặc là chúng ta đưa ra sáng đó, nó lấp lánh giống như kim tuyến vậy đó. Cái này là cái màu gọi là cái màu hỏa biến, tức là do cái sự biến đổi do lửa. Ở những phần này có thể là nó bị cháy nè, nó bị cháy do cái lửa nhiều đó, nó nhiệt độ cao nó cháy cháy. Ở cái phần này thì nó chuyển màu là do cái tác động của lửa, nó gọi là hỏa biến. Màu men này thì nó rất là độc đáo, rất là hiếm gặp. Khi chúng ta đưa ra sáng đó hay là đa đèn đó thì ở ngoài đó chúng ta sẽ nhìn thấy nó lấp lánh giống như kim tuyến vậy đó, rất là độc đáo. Đặc biệt là nó nặng khủng khiếp, cái an này đó nó nặng rất là nhiều so với kích thước của nó. An này nó cao 8, đường kính miệng là 12 năm, đường kính thân nó to hơn tí, dòng bụng là 42, mã sản phẩm là H12, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà gốm, tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Cái thân này nè được nghệ nhân họ gọt tạo hình, và cái chúng ta thấy cái quai nè cũng làm mà được, nó cũng được làm xù xì méo mó, nhìn rất là ấn tượng luôn. Cái vòi tạo hình rất là độc đáo. Trên thân này nó có cái men kết tinh nhũ vàng, nhìn vào giống như những cái mạc vàng mà nó đóng trên cái ấm này vậy, nhìn rất là ấn tượng. Có thấy cái nắp này cũng được gọt tạo hình trên cái chỗ tay cầm đó. Cái này các anh chị trưng bày thì nó rất là độc. Đây chúng ta thấy nè, cái tay cầm trên nắp này. Ở đây chúng ta chiếu sáng đó, nó giống như những cái mạc vàng mà nó động trên cái bề mặt của sản phẩm, nó gọi là cái men kết tinh nhũ vàng. Đây trong lòng nó cũng vậy, men nó phủ cả trong lòng này. Cái do cái ánh sáng là nó hơi khó thấy. Đây men nó kết tinh cả trong lòng luôn, rất là ấn tượng. Cốt dày rất là nặng,
Đây chúng ta thấy cái tay cầm được tạo hình cực kỳ độc đáo. Cái dòng này là cái dòng gọi là gốm vuốt tay, nó được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là chỉnh chu. Ấm này to, ấm này dung tích khoảng từ 450 đến 550 ml, nặng lắm. Cái này nó nặng, rất là nặng so với kích thước cũng như những cái sản phẩm cùng kích thước này, nó nặng gần cả ký các anh chị, có thể hơn 1 ký nặng. Mã sản phẩm là H13, giá 350k. Tiếp theo đó là một cái bộ sản phẩm rất là đẹp luôn. Một cái bộ sản phẩm cực đẹp. Đây là một cái bộ sản phẩm đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của châu Âu, đến từ cái đất nước Phần Lan, đất nước có cái nền giáo dục tốt nhất thế giới hiện nay, một đất nước ở Bắc Âu. Phần Lan hiện nay được đánh giá là một trong những cái nền giáo dục tốt nhất thế giới, đứng đầu thế giới về giáo dục. Cái này nó vẽ một cái câu chuyện, nó gọi là cái câu chuyện về cái khu rừng huyền bí. Câu chuyện này nó được dựng thành một cái vở opera, vở nhạc kịch. Rất là đẹp. Nó vẽ về các nhân vật, nó gồm cú cú mèo, cáo, những cái loài vật sinh liên quan tới những cái câu chuyện. Ở phương Tây thì cú mèo nó tượng trưng cho sự may mắn và uyên bác. Cái này cái chất liệu của nó là sứ, dòng sứ cao cấp rất là tốt luôn. Họa tiết nó được vẽ rất là đẹp. Cái ly này to nha các chị, bên ngoài nó to hơn cái ly uống bia nữa. Cốc này nè. Itala, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Phần Lan. Nó vẽ trên cái mền nền xanh coban rất là đẹp. Sản phẩm này các anh chị để trên bàn ăn nó rất là sang. Cực kỳ sang ấy. Cốt sứ rất là tốt, men bóng cực đẹp. Tô này nó cao 7.5, đường kính là 15. Cái cốc này nó cao 12, đường kính là 9. Mã sản phẩm là H14, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp thố, một cái cặp thố sứ Arita cổ. Cái dòng này nè, cái chuyện này là cái chuyện Heisen. Heisen là cái từ viết tắt cho Arita cổ. Cái dòng này là cái dòng đặc trưng, cái chuyện đặc trưng cho cái dòng Arita được sản xuất vào cái giai đoạn Meiji. Meiji là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là Minh Trị, Thiên Hoàng đó. Thiên Hoàng Minh Trị đó là khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Nó cái nét vẽ đặc trưng, cái phong cách đặc trưng của Meiji là nó vẽ men lam, sau đó thì nó điểm cái men xanh coban, và bên ngoài đó nó viền vàng trên cái họa tiết của cái màu xanh coban. Đây là cái ấn tượng của dòng Heisen. Cái dòng này sâu tuổi. Dòng này do cái men nó trắng bóng rồi, ở đây chúng ta thấy nè, cái màu thời gian nè, đây chỗ này nó tác động lên cái men nè. Chúng ta thấy nó vẽ đó, men lam nó vẽ.
thành cái nền, sau đó thì điểm cái men coban và vàng cùng với những cái đóa hoa màu đỏ. Ở đây chúng ta thấy cái đóa hoa này nè, nó vẽ giống như hình con dơi treo ngược, đọc là chữ phúc đó. Dòng này chuẩn cổ, cốt dày nhưng mà cái men nó bó trắng rất là đẹp. Hai cái thố này nó lành tích, rất hiếm cái gặp cái sản phẩm nó sâu tuổi mà nó lành như thế này. Ta thấy những cái sản phẩm này nó hơn 100 năm rồi mà nó còn lành tích như thế này thì rất là hiếm. Cốt dày nặng, này nó cao 900 năm, đường kính là 12, mã sản phẩm là H15, giá 350k trên cái, shop có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là cái sản phẩm rất là độc đáo, đây là hai cái bàn tính xưa bằng gỗ của Nhật, rất là đẹp luôn. Chúng ta thấy cái bàn tính này là cái bàn tính của Nhật nha, nó bằng gỗ, chế tác hoàn toàn thủ công và hoàn toàn bằng gỗ luôn. Chúng ta thấy những cái con tính này nè là nó bằng gỗ của Trung Quốc á, thì chúng ta thấy là những cái con này nè, cái bàn của Trung Quốc thì nó to hơn, và những cái con này á thì nó làm cái hình tròn, còn của Nhật thì cứ những con này nè nó hình thoi và nó chế tác hoàn toàn thủ công. Ở đây chúng ta thấy nè, những cái cây mà này nè là bằng tre, ở ngoài hình như là nó cái ở ngoài gỗ này thì nó làm bằng gỗ tốt nè, gỗ danh mộc nè, giống như gỗ mun vậy đó. Cái màu gỗ tự nhiên rất là đẹp, cái văn tự nhiên rất đẹp, giống như gỗ mun sừng vậy nè. Những cái con mà cái đinh đó này nè, nó giống như bằng sừng vậy các anh chị, nó màu trắng trắng này nè. Ở đây chúng ta thấy đây là cái ngàm đuôi cá, toàn bộ cái bàn tính này nè nó không có sử dụng bất cứ một cái đinh kim loại nào cả, mà nó sử dụng bằng những cái ngàm. Đây cái ngàm đuôi cá rất là chắc chắn và cực kỳ chỉnh chu. Đây là cái ấn tiện của cái chữ ký của nghệ nhân nè. Cái bàn tính này thì nó to hơn, nó cũ kỹ hơn, shop chưa có chùi sạch bụi nữa. Đây chúng ta thấy nè, đây cái văn gỗ tự nhiên rất là đẹp, gỗ này thì gỗ tốt nè, gỗ danh mộc nè. Thường thì Nhật họ ít khi sử dụng cái gỗ tốt đó. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân, nó khắc luôn vô cái gốc gỗ. Và ở đây chúng ta thấy nè, cái ngàm đuôi cá. Cái này thì cái bàn này nè, cái bàn to này thì ở bên đây nè, nó có một cái giống như cây nó bị tép rồi đó, chủ nhân nghệ nhân họ dán lại rồi, cho nên cái tính thẩm mỹ nó vẫn đảm bảo, dán rất là đẹp luôn. Thường thì cái dòng này bây giờ thì rất là khó kiếm, cực kỳ hiếm gặp. Cái bàn dài này á, thì nó dài 39 năm, cái to đó nó rộng là 7, rộng 7, cái bề gáy của nó đó, cái bề gáy của nó là 1.6, tính luôn tới cái con tính đó là 2. Cái bàn ngắn hơn, nó dài 33 năm, nó rộng là 6.8, mã sản phẩm là H16, giá 350k trên cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái, cũng là một cái bàn tính xưa mà nó nhỏ hơn, bàn này nhỏ hơn, gọn hơn,
chế tác cũng hoàn toàn thủ công, rất là đẹp. Đường này nè, nó trang trí giống như bằng sừng hay bằng ngài đó các anh chị, rất là đẹp nè, màu trắng, có thể là sừng hoặc là ngà gì đó, nó điểm chỗ này nè, rất là đẹp, hoàn toàn bằng gỗ hết. Chúng ta thấy chỉ cái riêng cái phần mà để chế tác những cái viên gỗ nhỏ này thôi, cái viên gỗ để làm cái viên kính này nè, thì chúng ta thấy nó là cực kỳ là kỳ công rồi, nó phải có những cái dụng cụ rất là chuyên dụng. Bàn này nó dài 22, nó rộng là 6.5, mã sản phẩm là H17, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu, chậu hay là một cái bình, một cái chậu hay là một cái bình gốm xưa của Italy, rất là đẹp luôn. Trên thân nó khắc cái những cái đường này nè, là những cái đường được khắc âm vào trong cái cốt gốm. Đây nó vẽ hình giống như cái vị thần nữa. Này giống như cái vị thần chỗ cái quai này các chị, này nó tạo hình vị thần nổi 3D. Dòng này là cái dòng sản phẩm xưa của châu Âu, của Italy. Đây, Sucani Italy. Cốt dày rất là nặng. Màu men rất là đẹp luôn. Cái dòng này là cái dòng thủ công. Đây nó có cái vết trầy men, chắc là do cái quai đó. Đây nó có vết trầy men như thế này. Này thì những cái dòng này thì chúng ta hay thấy nó có cái vết trầy men vậy, không có đáng kể. Chỗ này cốt dày nặng. Dòng này là cái dòng thủ công. Những cái họa tiết này nó được khắc rất là tinh xảo nè, chúng ta thấy đấy, những cái đường vòng tròn này nè, những cái hoa văn này nè, là nó được khắc hoàn toàn thủ công. Dòng này chúng ta trưng bày rất là đẹp. Bên này bên ngoài nó đã nó to, cái dáng thấp to. Bên này các anh chị decor. Bình này nó cao 15 năm tới cái quai, cao tới cái thân là 11 năm, 12. Đường kính miệng là 14 năm. Cái dòng thân là 54. Mã sản phẩm là H18, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gối bằng sứ, cái gối men ngọc, gối Celadon. Gối này nó cũng thuộc cái dòng sản phẩm xưa, rất là đẹp. Cái dáng thì nó đặc trưng này, cái dòng gối xưa thì cái dáng này là đặc trưng. Trên thân này nó làm tạo hình nổi ở trên chỗ cái gác đầu nè, nó có tạo hình những cái mắt lưới hình thoi. Ở phần này nè, nó có cái đường tóc như thế này, đường tóc cũ. Đặc trưng của dòng Celadon á thì cái cốt nó rất là nặng, màu men rất là đẹp. Chúng ta thấy cái đường tóc này thì với những cái sản phẩm này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng. Do cái dòng này ví dụ như chúng ta trưng bày như thế này đây thì nó không ảnh hưởng gì cả. Gói này nó dài 22 năm, nó rộng 12. Để đo chiều rộng này coi,
cộng 12, mã sản phẩm là H19, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hay là một cái chậu, cái này gọi là cái bình thì đúng hơn, cái bình men ngọc celadon xưa. Bình này cực kỳ sâu tuổi nha các anh chị. Bình này do cái màu men của nó đó cùng với cái phong nền của shop là cái phong nền trắng cho nên đó, chúng ta nhìn nó không có nổi bật. Bên ngoài đó thì chúng ta nhìn nó rất là sâu tuổi. Ở đây chúng ta nhìn cái trôm của nó nè. Và cái men của nó như thế này, chúng ta thấy cái này là cái vết tác động lên cái men đó, cái trôm nè, cực kỳ sâu tuổi. Chúng ta thấy là cái màu này là cái màu của oxit sắt nè, cái màu mà hơi cam cam đó là cái màu của oxit sắt mà trong cái khói khoáng đó, những cái sản phẩm xưa cực kỳ sâu tuổi nó mới có cái màu này nha. Cái chỗ cái chấm này là cái chấm men lam giống như là cái triện vậy đó. Đây chúng ta thấy nè, cực kỳ sâu tuổi. Không nhiều cái sản phẩm mà nó sâu tuổi như thế này đâu. Này là cái màu của oxit sắt. Trên vành này cũng vậy, chúng ta thấy nè, màu của oxit sắt nó hiện lên, chứng tỏ cái sản phẩm này nó rất là sâu tuổi trong lòng nè. Những cái phần mà nó bị thiếu men đó, nó sẽ hiện lên cái màu của oxit sắt. Trong lòng này nó có một cái dấu giống như dấu ít vậy đó. Chỗ này nè, ở ngoài thì không thấy, mà trong lòng thì nó có giống như cái đường tóc men vậy đó. Tóc men mà men phía trong, còn ở ngoài thì chúng ta không thấy. Đây, cái này nó sâu tuổi lắm, do cái màu sắc nó trắng đó, cùng với cái ánh đèn trắng chúng ta không thấy được nó như ở thực tế bên ngoài. Này rất là sâu tuổi, này gọi là cái bình cổ thì đúng hơn. Cao 13 năm, đường kính miệng là 11, do này cái giá nó thấp. Dòng thân là 59 năm, mã sản phẩm là H20, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ của Nhật rất là đẹp luôn. Trên thân nó vẽ cái hoa lan, có cái chữ ký và cái ấn tiện của nghệ nhân, chế tác rất là tinh xảo. Đây chúng ta thấy cái văn gỗ phía trong rất là đẹp nè. Văn gỗ phía trong rất là đẹp, chế tác rất là tinh xảo. Ở đây chúng ta thấy có cái mấu nhẹ nè, để chúng ta đẩy cái nắp này lên, nó không có bị trượt á. Chúng ta thấy cái đáy này họ làm rất là chỉnh chu. Người Nhật thì những cái đồ sử dụng hàng ngày đó, họ không có sử dụng danh mộc, mà họ lấy cái công chế tác để họ bù cho cái phần đó. Hộp này nó cao 9, rộng 19 năm, mã sản phẩm là H21, giá 180k. Sản phẩm tiếp theo là một cái bình hoa gốm Sino rất là to, rất là đẹp luôn. Trên thân nó vẽ một cái cành đào, trên thân nó vẽ cái cành đào theo cái lối ngẫu hứng, và nó cái men nó là cái kiểu men hỏa biến. Cái cành đào nó được vẽ bằng cái men hỏa biến, nhìn rất là độc đáo. Toàn thân cái bình này nè, nó phủ cái men trắng xù xì giống như là tuyết. Tuyết vào cái ngày đầu xuân đó, vào cái buổi đầu xuân, khi mà tuyết bắt đầu tan và những cái đó hoa đào đầu tiên nó bắt đầu nó nở rộ. Người Nhật họ tinh tế ở chỗ đó, họ làm ra cái sản phẩm thì chúng ta nhìn vào cái sản phẩm đó thì chúng ta liên tưởng, chúng ta mường tượng ra một cái khung cảnh rất là hay.
cái điểm cực kỳ tinh tế của người Nhật. Giống như tuyết nó đã bắt đầu nó tan chảy vào cái ngày đầu xuân. Rất là đẹp vào cái buổi đầu xuân này. Đây là cái cành hoa đào, vẽ rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta thấy men họa biến. Nó tạo nên cái sự tương phản giống như lửa và băng vậy đó. Cái màu họa biến này nó đặt, nó vẽ trên cái nền màu men tuyết này đó, thì nó tạo nên cái sự tương phản giống như lửa và băng. Hai cái tưởng như tương phản nhưng mà khi kết hợp lại nó tạo nên cái sự độc đáo và tinh tế. Cái bình này cái cốt nó rất là dày, cực nặng. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Ở Việt Nam chúng ta gọi là gốm vuốt tay. Và chúng ta biết những cái sản phẩm vuốt tay thì ở đâu cũng vậy, nó cực kỳ có giá trị. Chúng ta thấy nó rất là đẹp luôn. Men nó phủ cả đáy bình. Sino là một cái dòng rất là đặc trưng. Cái bình này là cái bình sản phẩm này nó có tuổi nha các anh chị, chứ không phải là sản phẩm mới nha. Đây nó giống cái ấn triện mà nó bị mờ. Ấn triện nằm ngay đây nó bị mờ, hơi khó thấy. Bình này nó cao 22 năm. Đường kính miệng là 11. Dòng thân là 62, mã sản phẩm là H22, giá 850k. Tiếp theo đó là một cái siêu phẩm. Gần Tết rồi cho nên các anh chị mua bình hoa về để chúng ta trưng Tết thì nó rất là hợp. Một cái siêu phẩm để chiều này để chúng ta bình hoa thì chúng ta chiều này thì nó lại không có thấy được cái này, thấy cái dáng cái bình này, cái dáng rất là hay nè. Cái bình này cái dáng nó đó, nó giống như cái búa chiêu tài của người Nhật vậy đó. Cái dáng nó giống như là cái búa chiêu tài đó. Chúng ta thấy cái lưỡi búa chiêu tài của cái vị thần Đông Kỳ Cô Tên đó, vị thần tượng trưng bảo trợ cho của cải đó, sự trù phú đó. Cái bình này nó vẽ cái chủ đề rất là hay. Cái chủ đề này thì các anh chị hay gọi là cái chủ đề gọi là ông Tơ Bà Nguyệt, nhưng thật ra đó thì theo shop đó cái chủ đề nó gọi là cái chủ đề Bách Niên Giai Lão, tức là hai cái vợ chồng, hai cái ông, hai cái cụ rất là sâu cao tuổi rồi, bên cạnh cái cây tùng và hạt. Nó thể hiện cho cái sự trường thọ, sức khỏe, cầu mong cho sức khỏe và hạnh phúc lâu dài. Ở đây cây tùng là nó một cái loài, nó gọi là nó tượng trưng cho cái sự trường thọ. Hạt cũng vậy, nó tượng trưng cho sự trường thọ và cái hạnh phúc. Hạt tượng trưng cho sự châu chung thủy. Hạt là cái loài chim tiên, theo cái quan niệm phương Đông nó chỉ kết đôi duy nhất một lần. Tuổi thọ như tùng bách là đây. Thì ở đây chúng ta thấy là hai cái cụ già này nè là hai vợ chồng rất là già rồi, râu tóc bạc phơ, thì cái chủ đề này nó gọi là cái chủ đề Bách Niên Giai Lão, tức là nó mong ước cho cái sức khỏe và hạnh phúc dài lâu. Chủ đề mang cái ý nghĩa rất là hay. Cái bình này chúng ta để tặng cho những cái người lớn tuổi đó, hay là những cái đôi vợ chồng thì nó rất là hợp. Cầu mong cho sức khỏe, hạnh phúc. Bình này nó vẽ rất là đẹp, cực kỳ chỉnh chu. Ở trên cái phần vành trên miệng nè, nó vẽ gấm rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Vành nó được mạ vàng. Đây cái ánh trăng. Ánh trăng được vẽ vàng, xung quanh là vẽ vàng.
Đây chúng tôi thấy giống như hạt là ở đây bầu bạn với hai cụ vậy đó. Đây là cái bình, nó thuộc cái sản phẩm của cái dòng Cutani, và Cutani men rạng rất là đặc trưng. Đây, ở đây chúng ta thấy giống như một cái mặt trăng ở đây vậy đó. Chuyện ký tay, cái bình này là nó còn còn nguyên cái hộp gỗ á, cái hộp gỗ rất là to luôn. Bình này nó cao 25, thường thì 26 đó, do cái này cái nó cái bàn này nó nghiêng 25, 26, 25 năm 26. Cái bàn của shop nó bị nghiêng. Đường kính miệng là 10, 10.5. Dòng thân là 70.5. Mã sản phẩm là H23. Giá 2.850.000. Phiên bán hàng của ngày 10 tháng 12 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.